Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Sau đây trên kênh YouTube của Tăng Alex sẽ quay vài nét về không khí tại thành phố Quy Nhơn trong những ngày gần tới 30 tháng 4 năm 2022. Như các bạn đã biết, nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2022, khách du lịch đến Bình Định được thưởng thức lễ hội du lịch biển Quy Nhơn với chủ đề Quy Nhơn Thiên Đường Biển, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 và kéo dài đến tháng 8 năm 2022. Vào tối ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại quảng trường thành phố Quy Nhơn sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật hoành tráng và kết thúc với màn bắn pháo hoa tầm thấp. Mong các bạn đón xem. Phía trước, các bạn có thể thấy khách sạn FLC Quy Nhơn. Và kế bên, đó là khách sạn Hoàng Yến và khách sạn Công Đoàn. Các bạn có thể thấy thành phố Quy Nhơn những ngày cuối tháng 4 rất là nhộn nhịp, rất là đẹp các bạn. Các bạn có thể thấy cái đường hầm đi qua cái khu khách sạn FLC. Đó là đường hầm xuyên qua đường các bạn. Các bạn có thể thấy rất là đẹp. Thành phố Quy Nhơn không chỉ đẹp về biển mà còn có rất nhiều cái ẩm thực rất là nổi tiếng các bạn. Đường hầm qua khu vực của khách sạn FLC Quy Nhơn. Tăng Alex cũng đã đi rất là nhiều nơi, nhưng mà Tăng Alex thấy biển Quy Nhơn rất là đẹp các bạn. Hàng chiều, Tăng Alex thường đi bơi ở biển Quy Nhơn. Biển Quy Nhơn không chỉ đẹp mà còn hấp dẫn nữa các bạn.
Quy Nhơn những ngày cuối tháng 4, khách du lịch đến Quy Nhơn rất là nhiều các bạn. Và trong thời gian đến ngày 30 tháng 4, chắc chắn khách du lịch sẽ rất là đông tại thành phố biển xinh đẹp Quy Nhơn. Và hôm nay Tăng Alex sẽ quay một số cái cảnh đẹp của thành phố Quy Nhơn